Sau một một tuần ngày làm việc khác, tối thì dồn cây, mình cũng đã dồn xong được vài đây, xem mọi người xem cái mai xanh cao hơn 6-70 đấy. Và khi vào trong đây thì nó sẽ có cái diện tích mà để rễ được nhiều hơn. Lúc trước mình chậu bé tí như vậy này, bây giờ mình cho ra chậu to như vậy. Và đây là cái mai xanh đặc biệt nhất, cái mai xanh có ba lá đây mọi người, ba lá tại một cụm ấy, rất là hiếm luôn nhé. Ở đây mình có khoảng 600 cây, 600 cây mà mình chỉ thấy hai lá đối xứng thôi, hai lá đối xứng thôi, tất cả rất là nhiều nhưng mà chỉ có hai lá đối xứng thôi. Cây này là cây duy nhất, cây này là cây duy nhất mà mình ấy được, nó có ba lá là một điểm này. Nên mình sẽ giữ lại để mình trồng, rất là tuyệt vời đúng không? Xong rồi đây.